I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Dev. Đây là video nằm trong chuỗi series học lập trình web từ căn bản với Lùng Dev. Trong bài tập này hãy cùng Lùng Dev đi tìm hiểu về bản chất của before và after trong CSS nhé. Thì before và after là những element ảo được sinh ra trong một element cha thông qua CSS. Để có thể tạo ra được những before và after, ta cần tạo ra một element cha trước để ràng buộc. Mình sẽ tạo một class tên là box. Trong box này mình sẽ chứa một content tên là Lùng. Qua file CSS mình khởi tạo một element ảo bằng before là con của class box. Với content chính là nội dung cho element này. Mình sẽ ghi là my name is. Và như mọi người đã thấy thì vị trí xuất hiện của nó chính là phía trước nội dung chính của thầy box. Còn đối với after thì sao? Mình cũng sẽ cho nó một content. Nó lại nằm ngay sau nội dung chính của thầy box. Vậy đó là vị trí xuất hiện mặc định của before và after. Còn về khai báo thì mọi người có thể khai báo bằng hai dấu hoặc một dấu hai chấm đều ok hết. Thì hai dấu hai chấm á, nó là cách khai báo của CSS 3, còn một dấu hai chấm là của CSS 2. Bây giờ thì ở after mình sẽ khai báo cho nó một background color xem nó có nhận không nha. Mình sẽ cho nó một cái màu nền là màu đỏ. Nó nhận ngay lập tức. Vậy bây giờ tiếp tục mình lại cho nó một kích thước width chiều dài và height là chiều cao. Thì khi này á mọi người, trên màn hình của mình sẽ không có gì xảy ra cả. Nguyên nhân là vì nó không hề nhận hai tham số width và height này. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó được sinh ra, mặc định before và after có thuộc tính display bằng inline. Mà khi display bằng inline á, thì nó sẽ không nhận thuộc tính width và height. Để giải quyết được vấn đề này á, ta chỉ cần cho nó một display khác inline là được. Ví dụ như display bằng block. Nó đã nhận ngay lập tức đúng không mọi người? Hoặc là inline block, nó cũng sẽ nhận, miễn không phải là display bằng inline là được. Thì đây là cách để chúng ta có thể cho nó nhận tham số width và height trong before và after. Đó là chúng ta phải cho nó một display khác inline. Tiếp tục bây giờ ở after mình sẽ xóa dòng content đi, xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi thứ của after đã biến mất hoàn toàn trên màn hình. Nguyên nhân là vì trên hệ thống họ yêu cầu như thế này. Cái before và after muốn được hiện lên á, yêu cầu bắt buộc phải có thuộc tính content, để hệ thống biết rằng là cái phần tử này có nội dung, cho dù nội dung của nó là rỗng đi chăng nữa. Trong thực tế mọi người thì người ta thường dùng before và after làm nhiệm vụ đó là bổ trợ cho phần design cũng như hiệu ứng animation cho trang web của họ. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử dùng nó làm nhiệm vụ này luôn nha. Trong thẻ bot này nè, mình sẽ cho nó một cái border để cho mình thấy được cái độ lớn khung hình của nó trước. Màu đường viền sẽ là màu đen nha. Đó, đây chính là khung hình của nó. Mình sẽ cho nó một cái bezel chiều cao top và bottom là 10 pixel, còn left và right mỗi bên 50 pixel. Ok. Bây giờ nè, trong thẻ bot này mình khai báo thêm một thuộc tính đó là position related. Để cho những thành phần con có position absolute sẽ nhận nó làm mẹ, để từ đó khai báo và triển khai vị trí dựa vào thằng mẹ nó. Cụ thể như sau. Thằng before này nè, mình cho nó một position là absolute. Vậy khi này nó sẽ nhận position related của thằng mẹ nó, tức là thằng boss, để từ đó nó căn chỉnh vị trí và kích thước theo thằng mẹ nó. Để một before có thể hiện được chắc chắn phải có một content nha mọi người. Mình sẽ cho nó width bằng 100% của mẹ nó, hoặc là 50% thôi chẳng hạn. Và một cái hair là bằng 100% của mẹ nó. Đó. Bây giờ căn chỉnh vị trí này dựa vào position nha. Cách top không. Đó, mọi người thấy không? Còn cách left. Nếu cách left là không thì nó nằm ngay cái bên trái của thằng mẹ nó. Đó.
Còn bây giờ thì mình sẽ đặt cho nó một cái vị trí cách led đang rìa ngoài màn hình của bên trái nha. Tức là âm 50%. Đó, thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Bây giờ mình sẽ tạo ra một hiệu ứng transition, để tí nữa khi người dùng hover vào cái thẻ box này nè, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng animation cho thằng before này trong vòng 0.5 giây chẳng hạn. Chưa dừng lại tại đây, mình tiếp tục khai báo thêm một thằng after nữa. Thằng after này cũng sẽ là con của thằng boss. Mình cũng sẽ cho nó một position absolute để nó nhận vị trí position relative của thằng boss bên trên á là mẹ. Mình cũng sẽ cho nó một content, cho dù là content đó là rỗng đi chăng nữa, để cho hệ thống biết rằng là cái after này nè có nội dung để nó được quyền hiển thị. Có kích thước là 50% của mẹ nó và he chiều cao bằng 100% của mẹ nó. Đó, đây chính là nó. Bây giờ căn chỉnh vị trí này, cách top 0. Bây giờ mình sẽ cho nó cách led là 100%. Đó, thì nó sẽ nằm ngoài màn hình bên phía tay phải như vậy. Mình cũng sẽ cho nó một transition để tạo ra hiệu ứng hover vào trong vòng 0.5 giây. Bây giờ bắt đầu tạo ra hiệu ứng hover và trỏ nó đến before này. Khi người dùng hover vào thẻ box thì nó sẽ trỏ trực tiếp đến cái before và thay đổi vị trí cách led của nó về bằng 0. Chúng ta xem thử nó đã ăn chưa nào. Đó, và nó đã ăn rồi. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm đối với cái after. Mình cũng sẽ thay đổi vị trí cách led cho nó. Đó, ok đúng không mọi người? Vậy đây chính là cách mà để người dùng sau khi hover vào một cái bot á, nó trỏ đến cái before và after như thế nào. Bây giờ tiếp tục nè, khi mình hover vào á thì nó che mất chữ nội lùng, tức là content của mình đi rồi. Thì bây giờ phải làm sao? Mình không muốn nó che như thế này. Mình muốn nó phải nằm sau phần content chính, tức là chữ lùng đằng sau kia. Vậy thì trên before và after á, mình khai báo lần lượt một cái get index bằng âm 1. Và khi này á thì cái before và after này nè, nó sẽ tự hiểu rằng nó phải nằm sau chữ lùng, tức là content chính của thầy bot đi. Để cho những phần khung hình của before và after đang bị rơi rải ngoài khung hình của thầy bot bị biến mất á, thì chúng ta sẽ khai báo thêm một thuộc tính trong thẻ bot, đó là overflow bằng hidden. Thì khi này những phần khung hình của before và after bên ngoài thẻ bot đều sẽ bị biến mất. Và đây chính là cách chúng ta sử dụng position để tạo ra design cũng như animation từ before và after. Cuối cùng là đến với phần cách thức chuyển biến đi từ element cha đến before và after. Ở đây mình sẽ tạo ra một demo, đó là một ví dụ đếm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Thẻ box này có nội dung là shopping cart. Trong shopping cart này nè, mình lại khai báo một position relative trong thẻ box. Để khi này mình tạo ra một before có position absolute thì nó sẽ nhận thằng relative của shopping cart là mẹ, để từ đó căn chỉnh vị trí. Content của before chính là số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, ở đây là 1. Mình sẽ cho nó một cái background color là màu đỏ. Một cái width và một cái hair. Mình sẽ cho thêm một cái thuộc tính, đó là left, để căn chỉnh vị trí cách left 90 pixel và cách top là âm 7 pixel.
Đây chính là vị trí mà mình muốn nó xuất hiện trong shopping cart. Mình sẽ cho nó một cái border radius là 50% để tạo thành hình tròn. Color màu chữ cho là màu trắng. Mình sẽ căn chỉnh vị trí cho nó với display bằng flash. Với justify contain bằng center là căn giữa theo chiều ngang. Và align item bằng center là căn giữa theo chiều dọc. Bây giờ có một vấn đề được đặt ra, đó là làm sao để mình thay đổi số lượng contain trong cái before này. Trong cái thầy boss tức là element cha, mình sẽ khai báo một cái biến như sau. Cái biến của mình có tên là y và giá trị của nó là 10. Để before có thể nhận được giá trị của cái biến y này nè, mình sẽ khai báo một var. Bên trong var chính là tên biến. Vậy là nó đã nhận được rồi. Tương tự như vậy, trong file HTML á, thì mình cũng có thể truyền cái biến y này vào đây thông qua style. Trong style, mình tạo ra một cái biến tên là y và cho nó một giá trị là 5, tức là có 5 sản phẩm trong giỏ hàng. Từ bây giờ, khi muốn thay đổi giá trị số lượng sản phẩm trong before, ta chỉ cần thay đổi giá trị của biến y này mà thôi. Vậy đây chính là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay, bao gồm cách khai báo before và after, vị trí của nó trong element, cách khai báo width và height cho before và after, cách sử dụng nó kết hợp với position cũng như z-index, cách gọi lại nó thông qua hover để tạo ra hiệu ứng animation cũng như design, và cách truyền một biến từ cha sang before và after.